rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trung tướng Kwak Yong-hyun, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Lục quân Hàn Quốc cho biết, vào thời điểm thiết quân luật được ban bố, ông nhận được lệnh từ Bộ trưởng Quốc phòng, khi đó là ông Kim Jong-hyun, yêu cầu đưa các nghị sĩ ra khỏi tòa nhà quốc hội. Thông tin được tướng Kwak đưa ra khi hai nghị sĩ Kim Byung-yu và Park Hyun-gwon thuộc Đảng Dân chủ của Hàn Quốc đến thăm bộ tư lệnh đặc nhiệm và hỏi ông đã nhận chỉ thị gì khi lực lượng đặc nhiệm tiến vào tòa nhà quốc hội đêm mùng 3 tháng 12 sau lệnh thiết quân luật của tổng thống Yoon Suk Yeong. Ông nói rằng dù được lệnh cho binh sĩ xông vào nhà quốc hội để đưa các nghị sĩ ra ngoài nhưng không thực hiện một cách quyết liệt. Ông nói: "Tôi biết đây là hành vi bất tuân thượng lệnh, nhưng việc đưa các nghị sĩ ra khỏi tòa nhà quốc hội rõ ràng là bất hợp pháp, do đó tôi không thực hiện mệnh lệnh này." Tướng Quốc cho hay Ông đã yêu cầu không cấp đạn thật cho các binh sĩ đặc nhiệm được điều tới tòa nhà quốc hội. Hình ảnh được truyền thông Hàn Quốc công bố cho thấy lính đặc nhiệm xông vào nhà quốc hội được trang bị hiện đại nhưng mang theo những khẩu súng trường có giải băng màu xanh, dấu hiệu của vũ khí huấn luyện không có đạn thật. Chính nhờ chỉ đạo trên của ông Quốc cho các binh sĩ tại tòa nhà quốc hội, các nghị sĩ Hàn Quốc mới có thể dễ dàng tiến vào phòng họp và biểu quyết chấm dứt tình trạng thích quân luật. Những tiết lộ của ông Quắc đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng quân đội Hàn Quốc đã được lệnh trấn áp và bắt giam những nghị sĩ có mặt tại tòa nhà quốc hội trong thời gian trên. Điều này khiến những chỉ trích nhắm vào Tổng thống Yoon tăng mạnh. Ông Hang Dong-hun, lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân PPP của ông Yoon đã lên tiếng kêu gọi đình chỉ quyền lực của Tổng thống Hàn Quốc ngay lập tức. Tướng Quắc là một trong những người trực tiếp thực hiện lệnh thiết quân luật, chịu trách nhiệm điều động đơn vị dưới quyền tham gia. Trong số này có tiểu đoàn đặc nhiệm số 707 mang biệt xanh hổ trắng là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Hàn Quốc. Khi xông vào nhà quốc hội, các binh sĩ Hàn Quốc đã bị trợ lý nghị sĩ và nhân viên cản lại nhằm ngăn họ tiến vào phòng họp, đưa các nghị sĩ chuẩn bị bỏ phiếu thông qua nghị quyết chặn thiết quân luật. Các binh sĩ đặc nhiệm dường như đã không hành động một cách quyết liệt và tránh đụng độ với các trợ lý nghị sĩ, cũng như không tìm mọi cách xông vào phòng họp. Sau khi nghị quyết được thông qua, họ nhanh chóng rút khỏi tòa nhà. Một số binh sĩ khi rút đi đã liên tục cúi đầu xin lỗi các nghị sĩ và người dân, nói rằng họ chỉ tuân theo mệnh lệnh tổng thống Yun vài giờ sau thông báo chấp thuận yêu cầu dỡ thiết quân luật. Theo hãng tin AFP, lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung đã công khai yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol chủ động từ chức trước khi quá trình luận tội ông bắt đầu. Theo ông Lee, điều này có thể đưa tình hình không may hiện tại đến hồi kết sớm. Lãnh đạo phe đối lập ở Hàn Quốc còn tuyên bố ngủ lại tòa nhà quốc hội cho đến khi luận tội Tổng thống xong trong khi lãnh đạo đảng cầm quyền PPP yêu cầu sớm đình chỉ quyền lực ông Yun. Theo đó, ông Lee và các nghị sĩ khác đã ngủ tại tòa nhà quốc hội và không rời khỏi khu nhà trong những ngày qua. Ông Lee nói, với cuộc biểu quyết luận tội được ấn định, những giờ trước khi cuộc bỏ phiếu này diễn ra sẽ vô cùng bất định. Đây sẽ là thời điểm quan trọng nhất. Đảng Dân Chủ của ông Lee phe chiếm đa số trong quốc hội, gồm 300 thành viên, đã yêu cầu toàn bộ 170 nghị sĩ ở lại bên trong tòa nhà chính của Quốc hội cho đến khi diễn ra bỏ phiếu luận tội Tổng thống. Trong khi đó, xe buýt đỗ trên bãi cỏ bên ngoài tòa nhà để chặn trực thăng hạ cánh. Theo lãnh đạo đảng đối lập, cho đến khi Tổng thống Yun bị luận tội, ông có thể sẽ tìm cách áp đặt thiết quân luật một lần nữa. Ông cảnh báo, mọi người có thể tin rằng quân đội và cảnh sát sẽ ngần ngại ủng hộ nỗ lực thiết quân luật thứ hai, nhưng ông Yun có thể lợi dụng kẽ hở để áp đặt lại thiết quân luật. Các quan chức quân đội cấp cao cho biết, khi xông vào tòa nhà Quốc hội trước đó, các binh sĩ được lệnh bắt giữ các nghị sĩ, trong đó có ông Lee. Ông Lee cho biết, một trong những lý do chính khiến nỗ lực áp đặt lệnh thiết quân luật vô lý và nguy hiểm này thất bại là vì lòng dũng cảm của người dân Hàn Quốc. Ông cho biết, đó là nhờ những người dân đã chặn xe bọc thép bằng cách ngồi trên đường phố và nhờ các nhân viên Quốc hội cùng các nghị sĩ đã đánh liều mạng sống của mình, đồng thời sử dụng đồ nội thất văn phòng để chống trả quân đội được trang bị vũ khí hạng nặng ông Lee khẳng định, mỗi phút ông Yun còn nắm quyền, tội lỗi và trách nhiệm của ông ấy càng tăng. Việc xem quyết định cực kỳ phi lý, bốc đồng của ông Yun là điểm bất thường đặc biệt trong chính trị Hàn Quốc cực kỳ cần thiết. Đáng chú ý, lãnh đạo phe đối lập so sánh quyết định ban hành lệnh thiết quân luật của ông Yun như cơn sốt bất ngờ do vi khuẩn gây ra. Hệ miễn dịch của cơ thể, tức các nghị sĩ và người dân Hàn Quốc đã nhanh chóng phản ứng và vượt qua biến cố này. Ông Lee tuyên bố nền dân chủ Hàn Quốc mạnh mẽ, người dân Hàn Quốc dũng cảm và thông thái. Điều đó khiến nỗ lực đảo chính quân sự vô lý trên bị đánh bại nhanh chóng. Ngoài ra, ông Lee cũng dự đoán Hàn Quốc sẽ có một lãnh đạo lâm thời mới. Viễn cảnh trên sẽ xảy ra nếu kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon được biểu quyết thông qua. Theo AFP, lãnh đạo Đảng Cầm quyền Hàn Quốc, Đảng Quyền lực Nhân dân PPP Han Dong-hun cho biết, ông đã yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk Jeong rời khỏi đảng. Ngay cả khi PPP tuyên bố sẽ chặn động thái luận tội nhà lãnh đạo Hàn Quốc do phe đối lập dẫn đầu. Sau cuộc họp khẩn cấp của Đảng Quyền lực Nhân dân Quốc hội, nghị sĩ Shin Dong Uk, người phát ngôn của PPP, đã nói với các phóng viên rằng các quan chức cấp cao của Đảng đã đến gặp Tổng thống Jun Suk Jeong tại văn phòng của ông. Ông Shin cho biết các quan chức của Đảng PPP đã thông báo cho Tổng thống Jun về các cuộc thảo luận diễn ra trong cuộc họp của Đảng liên quan đến hậu quả của việc ban bố lệnh thiết quân luật. Khi được hỏi về phản ứng của Tổng thống Jun, ông xin cho biết. Ông Jun nói rằng ông ấy sẽ lắng nghe kỹ lưỡng những gì mà các nghị sĩ của chúng tôi đã trao đổi và sẽ cân nhắc kỹ lưỡng những điều đó. Về việc liệu Tổng thống Jun có ý định xin lỗi về hành động ban bố thiết quân luật trước đó, ông xin cho biết không thể đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào. Trước đó, lãnh đạo PPP Han Dong-hun cũng đã gặp Tổng thống Jun sau đó, ông Hàn cho biết ông không nghe thấy bất kỳ điều gì từ Tổng thống mà có thể làm thay đổi lập trường của ông về việc đình chỉ ngay lập tức quyền lực Tổng thống của ông Jun. Đây được xem là tín hiệu cho thấy ông Hàn ủng hộ việc luận tội Tổng thống. Ông Hàn cho biết ông không thể thay đổi quyết định của Đảng trong việc bỏ phiếu về bản đề nghị luận tội Tổng thống Jun sức riêng, nhưng ông vẫn giữ nguyên lập trường rằng Tổng thống Jun phải bị đình chỉ chức vụ. Chủ tổng Hàn Quốc cho rằng tuyên bố của ông Hàn ám chỉ PPP sẽ ủng hộ việc luận tội Tổng thống Jun, dù trước đó đảng này có quan điểm ngược lại. Đảng Dân Chủ và năm đảng đối lập nhỏ đã nộp đề xuất luận tội Tổng thống Jun. Người đứng đầu đảng Dân Chủ cũng đã cảnh báo về khả năng ông Jun cố xoay chuyển tình hình, mặc dù không đưa ra bằng chứng cụ thể. Quan chức cơ quan tình báo quốc gia nói, Tổng thống Hàn Quốc đã ra chỉ thị bắt hàng loạt lãnh đạo chính trị, trong đó có cả Chủ tịch Quốc hội, vào đêm thiết quân luật. Nghị sĩ Đảng Dân Chủ Kim byung ki đã thuật lại với các phóng viên lời kể của ông Hong jang un Phó Giám đốc Thường trực Cơ quan Tình báo Quốc gia NIS của Hàn Quốc. Theo đó, Tổng thống Yun đã gọi cho ông Hong nhiều lần trong ngày 3 tháng 12. Vào 20 giờ 22 phút ông Yun ra lệnh cho ông Hong sẵn sàng chờ đợi một cuộc thảo luận quan trọng trong 2 đến 3 giờ tới. Đến 22 giờ 53 phút, sau khi phát biểu trên truyền hình và ban bố thiết quân luật, ông Yun gọi lại cho phó giám đốc NIS và ra lệnh bắt hết bọn họ, dọn sạch mọi thứ. Tổng thống Yun cam kết với ông Hong rằng cơ quan điều tra chống Triều Tiên của NIS được trao thẩm quyền thực thi các lệnh bắt giữ. Ông Yun yêu cầu NIS phải hỗ trợ, đáp ứng mọi yêu cầu về ngân sách và nhân sự từ Bộ Chỉ huy Phản gián Quốc phòng DCC, cơ quan tình báo của quân đội và báo cáo trực tiếp cho Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc. Các nghị sĩ trong diện bị Tổng thống Yun ra lệnh bắt giữ, gồm có lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung và Park Chan-de, lãnh đạo Đảng cầm quyền Han Dong-hun, Chủ tịch Quốc hội Hu gong sik Ngoài ra còn có một số quan chức cấp cao khác như chủ nhiệm Ủy ban Lập pháp và Tư pháp Quốc hội Jung Chung-re, nhà báo Kim o jun cựu tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Kim Myung-soo, cựu giám đốc Ủy ban Bầu cử Quốc gia NEC, Kwon Sung Il. Ông Yeo cũng đề cập một số mục tiêu khác, nhưng ông Hong không thể nhớ hết tại phiên điều trần, chỉ xác định một số người làm việc cho NEC và một tổ chức công đoàn lớn của Hàn Quốc. Yeo ra lệnh tổ chức bắt giữ thành nhiều đợt, phân loại mục tiêu thành hai nhóm ưu tiên, đưa họ đến trụ sở DCC để thẩm vấn và điều tra. Ông Hong sau đó cũng cho biết ông đã đệ đơn từ trước sau khi nghe thông tin từ giám đốc NIS Cho Tae-yong nói rằng Tổng thống đã ra lệnh cách chức ông Hong hôm 5 tháng 12. Tuy nhiên, ông Cho khẳng định ông không nhận được lệnh trực tiếp nào từ Tổng thống Yun về việc bắt giữ bất kỳ chính trị gia nào, cũng như không có bất kỳ cuộc trao đổi nào với Tổng thống và văn phòng Tổng thống về việc cách chức ông Hong. Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc sẽ họp khẩn cấp để xác minh lời ông Hong.